chào các bạn, mình là My, bác sĩ điều trị của Bệnh viện Thú y Kinh Bắc. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái nội dung đấy là khi nào thì nên triệt sản chó, kể cả với chó cái và chó đực. Thì một chú chó mà đến tuổi trưởng thành ấy, thì nó rơi vào khoảng tầm 1 tuổi là sẽ trưởng thành hết về tính và về cái kích thước cũng như khối lượng cơ thể. Còn cái thời điểm mà bắt đầu động dục là toàn tầm từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 8 là con chó đã có hiện tượng động dục rồi. Thì với chó đực thì trên 6 tháng tuổi là các bạn có thể cho triệt sản, còn với chó cái thì các bạn nên để đến khoảng 7 đến 8 tháng thì cái kích thước tử cung nó sẽ đủ lớn để mình phẫu thuật nó dễ hơn. Đấy là cái lưu ý thứ nhất là về thời gian. Còn đấy là với chó mới lớn, còn với những cái chó mà tức là đã nuôi lâu năm rồi và muốn triệt sản thì thời điểm nào các bạn cho đi triệt sản cũng được, miễn là sức khỏe của các bạn ấy tốt. Cái thứ hai đến là cái việc làm, nhiều người hỏi là triệt sản thì có tốt hay không. Thứ nhất, mình sẽ trả lời như thế này: nếu cái việc các bạn không định nuôi làm giống, tức là không có ý định cho sinh sản ấy, thì việc triệt sản cũng làm cho con vật nó đỡ bị stress. Cái giai đoạn mà khi mà cái nhu cầu sinh lý nó cao ấy, thì con chó nhà mình nó sẽ rất là khó chịu, buồn bực. Có những con nó có thể bỏ ăn đến cả một tháng không ăn gì hoặc là ăn rất là ít. Thì đấy cũng là một cái nguyên nhân, nên là mình có thể mình cân nhắc đến việc triệt sản các bạn ấy đi. Điều kiện để triệt sản thì các bạn nên tiêm phòng đầy đủ 3 mũi vaccine. Bởi vì là như thế thì khi mà gây mê, cái sức đề kháng của con chó nhà mình nó sẽ yếu và nó sẽ dễ bị mắc bệnh kế phát, nên mình nên tiêm phòng đầy đủ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái thời gian mình cho đi là lúc đấy con chó phải hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không có hiện tượng bỏ ăn, chán ăn hoặc là đang ốm đau gì, không điều trị bệnh lý gì cả. Đấy là cái thứ hai. Và với những bạn mà có tiền sử bị ho hen thì mình nên nói trước với bác sĩ để bác sĩ có kế hoạch gây mê cho an toàn cho chó nhà mình. Một cái lưu ý nữa đấy là cái việc triệt sản với chó cái thì ở chó cái nó sẽ có cái phức tạp hơn, đấy là phải cắt tử cung buồng trứng nên sẽ phải mở xoang bụng. Thế nên là khi mà đi làm thủ thuật triệt sản về, các bạn phải hạn chế cho chó vận động để tránh cái trường hợp là thứ nhất là không cho liếm sẽ bị bục chỉ, thứ hai là tránh vận động nhiều sẽ có hiện tượng, với những chó to là hay có hiện tượng bục cơ. Đấy là những lưu ý của mình. Còn ở với chó đực thì có một số cái bạn như thế này, tức là các bạn ấy chỉ có một hạt gà ở đây thôi, thì nếu mà trường hợp mà cái gọi là hiện tượng tinh hoàn ẩn thì khi mà làm thiến đực ấy, thì ngoài cắt cái hạt này thì các bạn nên nhờ bác sĩ là tìm cái hạt còn lại, bởi vì là khi mà cắt một hạt ấy, thì hạt còn lại nó vẫn có khả năng sinh sản được. Đấy là cái lưu ý khi mà đi thiến và triệt sản với cún. Trên đây là những chia sẻ của mình về cái thời gian cũng như là những lưu ý khi đi thiến cũng như triệt sản cho chó. Hy vọng là những chia sẻ của mình có ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.